Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Cách đây hơn 1 tháng thì kênh của mình lên 100.000 sub và mình đã có một cái video để cảm ơn tất cả những bạn nào đã, đang và sẽ theo dõi kênh YouTube Dương Dê của mình. Và thực sự đến ngày hôm nay thì cái số lượng người theo dõi kênh Dương Dê của mình đã tăng lên rất là nhiều. Bây giờ mình nhớ không lầm là có khoảng 140.000 bạn theo dõi thì phải. Đó, và cái video này cũng là video mà mình chờ đợi 1 tháng rồi thì mới có thời gian để làm ra cho các bạn. Bởi vì là ở video cách đây hơn 1 tháng thì mình có nói với các bạn rằng là nếu các bạn có bất kỳ những cái câu hỏi gì liên quan tới cuộc sống của mình thì các bạn cũng có thể hỏi mình. Mình rất là sẵn lòng để mà chia sẻ những cái câu hỏi hoặc là những cái kinh nghiệm về cái việc làm reviewer cho các bạn. Đó, và thôi bây giờ để không làm mất thời gian của các bạn nữa thì mình sẽ đi đến với cả câu hỏi đầu tiên nhé. Và mình cũng nói luôn đấy là 1 tuần hoặc là 1 tháng chúng ta sẽ có một vài video như thế này để đổi gió. Bởi vì mình thấy là công nghệ thì nó rất là khô khan. Đôi khi chúng ta cũng sẽ có một cái video ngoài lề một chút để cho nó vui vẻ hơn. Và mỗi một video thì mình luôn luôn muốn tương tác gần nhất với các bạn. Đấy, và mình cũng đã có một cái series là tư vấn chọn mua điện thoại, thì là trả lời riêng về cái việc chọn mua điện thoại cho các bạn. Còn video này thì không liên quan bất kỳ một cái gì đến công nghệ cả. Đấy. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn nghiện EDM, bạn hỏi là anh kể tên những chiếc điện thoại anh đã dùng từ xưa đến bây giờ đi, mong anh làm clip. Tự nhiên cái này thì lại có liên quan một chút đến điện thoại, nhưng thôi mình sẽ trả lời luôn. Cái chiếc điện thoại đầu tiên mà mình sử dụng đấy là chiếc điện thoại Nokia 1110i. Cái chiếc điện thoại này thì bố mẹ mình mua cho mình năm mình học lớp 12. Thế xong sau đó thì lên đại học thì mình vẫn sử dụng. Rồi, thế xong qua cái quá trình học đại học thì mình sử dụng thêm một số những điện thoại khác thì mình không nhớ tên lắm. Mình chỉ nhớ là những cái chiếc smartphone mà mình đã từng sử dụng thôi. Đầu tiên là mình sử dụng một cái Lumia 520. Lúc đó thì mình có xem review ở trên mạng là cái chiếc điện thoại này rất mượt mà hơn Android trong cùng tầm giá khoảng 3 triệu. Thế lúc đó thì mình mua Lumia 520. Thế xong sau này thì cái BlackBerry Z10 nó được giảm giá rất kinh khủng. Đấy, mình nhớ là lúc đó là nó được bán với mức giá là khoảng 4 triệu rưỡi thôi. Thế nên mình mua một cái Xperia Z10. Và cái chiếc điện thoại đó là cái món quà mà vợ mình tặng mình nhân kỷ niệm ngày cưới. Đấy, nhưng mà mình sử dụng Z10 thì mình cảm thấy không ưng ý cho lắm, bởi vì là cái hiệu năng của nó tương đối chán. Thế xong sau này thì mình mua Lumia 1320, rồi là mình mua đến những cái con LG G2, G3, rồi dần lên. Và cái điện thoại Xperia Z10 thực sự là cái chiếc điện thoại đầu tiên khiến cho mình có một cái cảm hứng muốn thay đổi điện thoại. Đấy, lát nữa thì mình sẽ trả lời những cái câu hỏi tiếp. Thế còn đến thời điểm bây giờ thì mình đang sử dụng một chiếc iPhone 7 để thu âm cho các bạn và một chiếc Galaxy S10 Plus. Đó. Rồi, câu hỏi tiếp theo của bạn VH, bạn hỏi là công việc đầu tiên của anh là gì? Và nếu câu trả lời không phải là một reviewer như hiện tại thì làm thế nào anh tiếp xúc rồi quyết định theo đuổi nó vậy? Cảm ơn anh, đã là Dương Dê. Rồi, cảm ơn bạn. Công việc đầu tiên của mình là làm kế toán. Ngày trước là mình học ở Học viện Tài chính, khoa của mình là khoa Tài chính Doanh nghiệp, nhưng mà sau này ra thì mình làm kế toán. Thế xong sau đó thì mình cảm thấy là cái công việc này nó không hợp với mình. Đấy, nên là mình quyết định chuyển sang làm reviewer, bởi vì là mình thấy là đây là cái công việc mà mình đam mê, yêu thích. Cái đam mê yêu thích như nào thì lát nữa trong một số các câu hỏi khác thì mình sẽ trả lời chi tiết hơn. Bạn Trung Ca hỏi là vốn đầu tư lúc đầu của anh là bao nhiêu? Và trong quá trình làm reviewer thì gặp những khó khăn gì? Vốn đầu tư cho quá trình ban đầu không nhiều đâu. Ban đầu khi mình làm reviewer thì mình chẳng mất vốn đầu tư gì cả, bởi vì là mình đi làm công ăn lương mà. Đấy, nên chẳng mất vốn đầu tư gì cả. Thế xong sau này khi mình tách riêng ra mình làm kênh Dương Dê thì vốn đầu tư cũng chẳng có mấy đâu. Có cái máy quay, đèn đóm, rồi phông xanh các thứ, chắc khoảng vài chục triệu, nó không đáng kể. Nhưng mà cái chi phí hoạt động thì mình nghĩ là cũng phải vài chục một tháng, từ tiền nhà này, tiền quay dựng, tiền khấu hao đèn đóm, khấu hao thiết bị, vân 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 vân. Đấy, còn trong quá trình làm reviewer thì mình gặp khó khăn những cái gì? Thực ra là mình cảm thấy nhiều niềm vui hơn là khó khăn. Khó khăn nó cũng rất là nhỏ thôi, ví dụ như là đang đêm có một cái máy mới về phải đi ngay chẳng hạn, hoặc là vấn đề về làm xước máy thì phải đền. Đấy là những cái khó khăn trong quá trình làm reviewer. Và cái thời điểm đầu nữa, thời điểm đầu là thời điểm rất khó khăn trong cái việc làm sao để nói không bị vấp và làm sao để thể hiện cái ngôn ngữ cơ thể nó tốt nhất. Đấy, thời điểm đầu mình còn nhát trước máy quay lắm, và thời điểm bây giờ thì đỡ hơn rất nhiều rồi. Câu hỏi tiếp theo của bạn Giang Trường, bạn hỏi là chúc mừng anh lên 100.000 sub nhé. Rồi, cảm ơn bạn. Mà em thắc mắc là nhà tài trợ, nghĩa là cửa hàng điện thoại cho anh mượn sản phẩm để review thì có phải trả phí cho cửa hàng hay không ạ? Không, mình không phải trả phí cho cửa hàng. Cửa hàng cho mình mượn điện thoại để mình làm review thì mình sẽ cảm ơn cửa hàng đó.
và cửa hàng đó thì được nêu tên lên ở trong video này của mình, nên là theo cái hình thức là win-win, cả hai bên cùng có lợi, nên là mình không cần phải trả phí cho cửa hàng. Nhưng nếu mình làm xước máy thì mình phải đền. Đấy. Rồi. À, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nam Đào. Bạn hỏi là: anh nghĩ sao về việc lựa chọn đam mê công việc reviewer yêu thích và công việc kiếm ăn cơm áo gạo tiền? Em cảm ơn nhiều và chúc kênh ngày một phát triển thành công. Rồi, cảm ơn bạn. Cá nhân mình thì nghĩ như này này, làm cái gì cũng vậy, nó phải có hai chiều. Tất nhiên chúng ta luôn luôn muốn làm cái công việc mà chúng ta yêu thích. Tuy nhiên nếu mà cái công việc này mà nó không sinh ra tiền cho chúng ta, hoặc là nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, ảnh hưởng đến gia đình của chúng ta thì không nên. Có những cái đam mê mà chúng ta phải hoãn lại. Các bạn biết là ngoài đam mê công nghệ ra mình có nhiều cái đam mê lắm. Mình có đam mê xe cộ này, mình có đam mê đồng hồ này. Nhưng mà ví dụ như bây giờ mình bỏ ra khoảng 100 triệu để mua một cái đồng hồ chẳng hạn. Thế thì mình sẽ nghĩ xem là 100 triệu đó nó bằng bao nhiêu cái hộp sữa của con mình. Đấy, đôi khi có những cái niềm đam mê mình phải hoãn lại. Còn lại, ví dụ bây giờ mình làm reviewer như này, mình lên đây mình nói chuyện với cả các bạn, chắc chắn là sẽ phải ra tiền rồi. Đấy, nhưng nếu mà giả sử như không ra tiền chẳng hạn thì mình cũng sẽ không thể tiếp tục được cái công việc này một cách lâu dài được. Bởi vì ở nhà mình còn có con mình, còn có vợ mình nữa, đúng không nào? Đấy, làm cái gì cũng vậy thôi. Chúng ta phải luôn luôn gắn với việc là vừa phải sinh ra tiền mà lại vừa phải đáp ứng được cái niềm đam mê. Tuy nhiên, không phải vì việc cứ sinh ra tiền là chúng ta bóp méo đi sự thật. Bởi vì mình biết là có những người, người ta sẵn sàng vì tiền mà người ta lừa dối khán giả. Nhưng mà mình thì không như vậy. Đấy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Dũng Thân. Bạn hỏi là: em thấy khá nhiều video anh mặc áo cool made, không biết anh có nhận được tiền từ việc mặc áo lên video hay không, và anh mặc áo đó anh cảm thấy như thế nào? Rồi, một cái câu hỏi này rất là hay. Mình mặc áo cool made, các bạn nhìn thế này, nó có hình chữ cool made ở trên này, và cool made được hiển thị thương hiệu trên kênh của mình, và họ sẽ trả tiền cho mình. Đấy là điều chắc chắn, đúng không nào? Đấy. Tuy nhiên, chỉ những video nào mà mình mặc áo cool made lên trên kênh Dương Dê thì mình mới nhận được tiền. Còn lại những video khác, các bạn thấy là mình mặc một cái áo trống trơn luôn, nó chẳng có gì cả, đúng không nào? Một cái áo đen xì này, hoặc là một cái áo sơ mi chẳng hạn. Nhưng ở trong đó hầu hết những cái áo mà mình mặc đều là áo cool made cả. Đấy, mình không tiện nói tên ra đây, không lại các bạn lại nghĩ là quảng cáo, nhưng hầu hết những cái áo, kể cả không có tên cool made, thì mình cũng mặc là áo của cool made. Và mình cảm thấy là chất vải, mặc lên ổn, mát. Đấy, có một số những cái áo lô đầu của họ làm ấy thì nó hơi bị nhăn, nhưng mà bây giờ thì họ giải quyết được vấn đề đó rồi. Đấy, còn cool made là một startup của Việt Nam, và mình rất ủng hộ những startup nào của Việt Nam. Đặc biệt nữa là họ có một cái hướng đi riêng cho họ, có một cái hướng đi khác biệt so với cả những đơn vị khác. Và với một người đàn ông như mình, khi lựa chọn mua một sản phẩm ấy thì mình nghĩ đến cái tính tiện dụng và cái tính dễ dàng khi lựa chọn mua. Khi mua hàng ở cool made thì có một cái điểm mà mình thích, đấy là mình có thể lựa chọn được nhiều món đồ, và cái thời gian ship của họ đến rất là nhanh, mình không cần phải đến cửa hàng. Chứ còn bây giờ mà đến cửa hàng, muốn mua một đôi tất đến cửa hàng A, muốn mua một đôi giày đến cửa hàng B, hoặc là muốn mua một cái áo đến cửa hàng C, như thế nó rất mất thời gian đối với mình. Mình không có thời gian làm những việc đó, nên mình lựa chọn cool made là như vậy. Còn lại thì tất nhiên rồi, mình phải nhận được tiền thì mình mới mặc áo. Nhưng đấy là phải nhận được tiền thì mới mặc áo có logo. Chứ còn kể cả không nhận được tiền hay chăng nữa thì kể cả những cái áo mà bình thường mình phải mặc chứ. Chẳng hạn mình cởi trần để lên hình, đúng nào? Đấy, mặc áo sơ mi thì có thể là của hãng khác đấy, nhưng mà không tiện nói tên ở đây. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Big Bang. Bạn hỏi là: chào anh, mừng anh lên 100.000 sub. Rồi, cảm ơn bạn. Cho em hỏi, anh mê bóng đá hay không? Anh nghĩ gì về hai cầu thủ hay nhất bóng đá bây giờ là Ronaldo và Messi, và fan của hai người? Mình thì mình có mê bóng đá. Câu lạc bộ mà mình thích là câu lạc bộ Arsenal. Ngày trước ấy thì mình không thích Ronaldo, bởi vì Ronaldo đá cho Manchester United, và mỗi lần ghi bàn vào lưới của Arsenal thì cậu ấy thể hiện một cách ăn mừng hơi thái quá. Tuy nhiên bây giờ thì mình lại rất thích Ronaldo, bởi vì cậu ấy là một người có một cái nỗ lực phi thường. Đến cái tầm tuổi này, đến cái thời điểm hiện tại mà còn đá được như Ronaldo thì thực sự mình rất khâm phục. Và tài năng của Ronaldo thể hiện qua cái sự cố gắng của Ronaldo, và mình thích cái điều đó. Còn Messi thì mình cũng rất thích Messi, bởi vì cái tài năng thiên bẩm của họ của Messi. Tuy nhiên để gọi là thích ai giữa hai cầu thủ này thì cũng rất là khó. Mình là thích cả hai người, mình nói chung là fan cả hai người. Mình chẳng bao giờ muốn hai người này buồn cả. Đấy. Rồi,
Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Dòng Bi. Bạn hỏi là anh Dương cho em hỏi xíu về vấn đề cận thị của anh có biết là anh cận khi nào hay không, và anh làm quen với nó có gặp nhiều khó khăn hay không, và bị cận có bị xấu da hay không. Rồi ok, bị cận có bị xấu da hay không thì mình sẽ thử bỏ kính ra để trả lời các cái câu hỏi của các bạn nhé. Đấy, mình phải bị cận thì bắt buộc mình nhìn gần lại hơn. Đấy, năm mình bị cận là năm mình học lớp 7. Chính xác là năm mình học lớp 7. Lúc đó là bởi vì mình xem TV quá nhiều nên thành ra mình bị cận. Mắt của mình một bên là cận 3 độ rưỡi, một bên là cận 3,75. Đó, cận nó cũng không nặng lắm. Khi mà thời điểm đầu mới bị cận ấy, nhìn rất là khó, nghĩa là mọi thứ nhìn nó nhòe lắm. Nó kiểu là nó bị lấy nét sai ấy. Đấy, các bạn cứ cảm tưởng như thế, bởi vì những bạn nào mà các bạn chưa bị cận thì các bạn cứ cảm tưởng là các bạn bỏ kính ra, nó giống kiểu là các bạn chụp hình mà nó bị ao nét ấy. Đấy, thời gian đầu thì cũng khó khăn nhưng mà đeo dần thì nó cũng thành quen và cảm thấy rằng là thôi đeo kính vào thì nhìn nó cũng trí thức. Đấy, đẹp dai hơn. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nhí Minh. Bạn hỏi là vậy anh cho em hỏi là lý do vì sao anh lại chọn con đường review, và đã bao giờ anh có ý định muốn từ bỏ YouTube hay chưa? Lý do mình muốn làm review đầu tiên đấy là muốn tương tác với các bạn. Thứ hai nữa là vì đam mê, thực sự mình rất thích cái công việc này. Các bạn biết là ngày xưa mình nghiện điện thoại lắm. Mình sẵn sàng bỏ ra khoảng 4 đến 5 tháng lương của mình để mua một cái chiếc điện thoại. Bây giờ thì không như thế rồi, nhưng mà ngày xưa mình đã có những lúc mình rất đam mê như thế. Còn đã bao giờ mình muốn bỏ làm YouTube hay chưa? Chưa bao giờ cả. Đấy, chỉ trừ khi nào mà YouTube bị cấm thôi, hoặc là có vấn đề gì xảy ra thôi. Chứ còn chưa bao giờ mình có ý định muốn bỏ YouTube. Rồi, giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn NTD Free Fire. Bạn hỏi là anh ơi, công việc này của anh làm được bao nhiêu năm rồi, và việc kiếm tiền YouTube thì như thế nào? Chúc anh thành công trong công việc và cuộc sống. Mình làm công việc này chính xác là từ tháng 9 năm 2015. Nghĩa là đến tháng 9 năm nay mình mới làm được công việc này khoảng 4 năm thôi, cũng chưa được quá lâu. Và kiếm tiền YouTube thì rất là đơn giản. Đấy là các bạn sẽ có một tài khoản AdSense, và các bạn sẽ có 1.000 lượt đăng ký trở lên, trên 4.000 giờ lượt xem, và phải được YouTube xét duyệt. Quan trọng nhất là phải được YouTube xét duyệt. Kênh của bạn phải trong sạch. Đấy, làm những nội dung có ích thì YouTube sẽ cho bật kiếm tiền. Nhưng mà thực ra là có một số kênh làm không có ích lắm nhưng mà vẫn được bật kiếm tiền. Còn lại thì kiếm tiền từ YouTube, một là các bạn thấy là có những cái quảng cáo hiển thị lên ấy, kể cả các bạn ấn bỏ qua thì bọn mình vẫn được tiền, nhưng mà tiền nó sẽ ít hơn. Nhưng nếu các bạn kích vào quảng cáo thì bọn mình sẽ được nhiều tiền hơn. Đấy, rất đơn giản như vậy thôi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo bạn Duy Anh. Bạn hỏi là kênh anh khác với các kênh hiện tại, không gian trong mỗi video của anh mỗi khác, tạo cho người xem cảm giác mới mẻ và thú vị, xin chúc mừng anh nhé. Thực ra là cái không gian ở phía sau này của mình này, nó là phông xanh. Đấy, lúc bạn dựng sẽ cho các bạn xem là ở phía sau này nó toàn là phông xanh thôi, chứ không có nhà cửa hay là không có một cái không gian nó đẹp như thế đâu. Chẳng qua là mình quay phông xanh để thay đổi cái không gian cho nó khác thôi. Nhưng mà sau này trên kênh Dương Dê mình sẽ phải có những cái không gian khác nó đẹp hơn đó. Chỉ để phông xanh như này mình thấy là nhiều bạn cũng không thích cho lắm đâu. Bạn Chu Thanh Thế hỏi là trước và sau khi làm YouTube có những thay đổi gì về cuộc sống của anh hơn hay không? Xin cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, với cái câu hỏi này các bạn, thì thay đổi về cuộc sống của mình thì có thay đổi chứ. Mình đi làm một công việc mà bấp bênh hơn so với những công việc khác. Ví dụ như là bấp bênh hơn so với công việc đi làm ngân hàng hay đi làm kế toán. Nhưng mà hiện tại thì cái được ở đây là gì? Đấy là được về việc là mình có cái sự đam mê của mình. Mình đi làm nó thoải mái lắm. Đấy, quan trọng nhất là đi làm nó thoải mái là mình đã cảm thấy thích rồi. Không cần phải lo lắng đến việc là sáng phải dậy lúc mấy giờ, rồi là tối phải về lúc mấy giờ. Và không bao giờ sợ bị buồn ngủ nữa. Còn có những sự thay đổi về gì về cuộc sống, ví dụ như là đang đêm thì có máy mới về thì mình phải đi. Đấy, thì nó cũng có ảnh hưởng một chút. Và cái việc tiếp xúc với quá nhiều bạn, cũng như là tiếp xúc với quá nhiều người ở trên nền tảng YouTube, thì mình nhận được rất là nhiều tin nhắn, có rất nhiều tin nhắn spam. Đấy, cũng có ảnh hưởng. Và đôi khi là có nhiều khi mình nói thẳng nói thật quá, nhiều người ta không thích, người ta còn nhắn tin đe dọa nữa. Đấy là những cái mà có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nhưng mà mình thì mình nghĩ theo cái chiều hướng tích cực nhiều hơn, chứ không phải chiều hướng tiêu cực. Mình được nhiều hơn là mất. Bạn Văn Bảo Phạm hỏi là anh Dương ơi, nếu một ngày trải nghiệm cuộc sống không hề có công nghệ thì sẽ như thế nào? Mình nghĩ là nó sẽ rất buồn. Tại sao lại như thế? Chúng ta đừng nói là ngày xưa không có công nghệ thì không sao nhé. Đúng, ngày xưa không có công nghệ thì chúng ta không sao, không chết, đúng nào? Nhưng mà khi chúng ta đã tiếp xúc với công nghệ rồi, xong rồi sau này tự nhiên một ngày không có nó nữa, chúng ta sẽ có một cái cảm giác bị hụt hẫng.
Đấy, các bạn cứ thử một ngày nào đó xem. Tất nhiên là mình sẽ không nói đến những việc mà chúng ta đi cai nghiện smartphone hay là cai nghiện điện thoại hay là đi thiền các thứ thì mình sẽ không nói đến ở đây. Đấy, nhưng mà cơ bản là nếu một ngày không có công nghệ thì nó sẽ rất là buồn. Chúng ta sẽ rất dễ quen và rất dễ tiếp xúc với cái sướng. Từ khổ sang sướng sẽ rất nhanh, nhưng mà từ sướng quay trở về khổ sẽ rất khó khăn. Đây là mình đang chia sẻ rất thật lòng với cả các bạn đấy nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hiệu Apple. Bạn hỏi là mỗi lần quảng cáo cho các hãng bán điện thoại hoặc là một web bán hàng nào đó thì anh được họ trả công như thế nào? Cảm ơn anh, chúc anh luôn sức khỏe và mong anh nhập thêm nhiều điện thoại về để bán. Rồi, mỗi một lần mình làm một video trên kênh Dương Dê của mình cảm ơn một cửa hàng thì ngoài cái việc họ cho mình mượn máy ra thì họ có tài trợ thêm cho mình một ít tiền để tất nhiên cho cái việc là cái công của mình lên video. Tuy nhiên mình luôn luôn có một cái cam kết với cả cửa hàng, đó là mình sẽ chỉ nói là mình mượn cái điện thoại này ở cửa hàng nào đấy, chứ không bao giờ mình nói là điện thoại này ngon lắm, nâng bi bợ đi cho điện thoại này để cửa hàng bán được điện thoại. Cái đó là điều không có đấy, và nếu mà mình nâng bi bợ đi cho điện thoại thì chắc chắn là sẽ rất nhiều người sẽ không xem video này của mình nữa, và thậm chí là không xem những video khác. Mình luôn luôn coi khán giả là số 1 chứ không phải là coi là cửa hàng là số 1. Nếu đã xác định ngay từ ban đầu là cái việc không nâng bi bợ đít nó ảnh hưởng đến một số cửa hàng, họ sẽ không tài trợ cho mình chẳng hạn, thì mình đã không lập ra kênh Dương Dê. Còn đã xác định lập ra kênh Dương Dê thì mình sẽ luôn luôn có đúng một tôn chỉ ở trong đầu, đó là phải nói thẳng nói thật về sản phẩm. Có thể là có một số những cái cảm nhận của mình nó khác với cả các bạn. Các bạn cảm thấy là ông này đang tăng bốc như nào, nhưng mà không phải như vậy đâu. Bởi vì review là theo thiên hướng cá nhân chứ không phải là theo thiên hướng 5 ăn 5 thua. Bởi vì mình thấy là rất nhiều bạn có tư vấn điện thoại, các bạn bảo là nếu mà mua điện thoại này thì sẽ như thế này, mua điện thoại này thì sẽ như thế này, nhưng cuối cùng chẳng biết mua điện thoại nào cả. Nhưng đối với cá nhân mình luôn luôn hướng tới cho người dùng là nên mua điện thoại nào là tốt hơn. Đấy, thì cái việc tư vấn ở trong mỗi video của mình đều là mang tính chất trải nghiệm cá nhân và thực tế nhất có thể. Đấy, và với cửa hàng cũng vậy, và với hãng cũng vậy, mình đã có một video riêng nói về vấn đề này rồi. Đấy, chắc hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây thôi. Nhưng mà cái câu cuối này của một bạn hay quá, mình sẽ kết thúc bằng cái câu cuối này. Đó là câu hỏi của bạn I Love Anime. Bạn hỏi là anh Dương Dê làm nghề reviewer chắc cũng có nhiều người ghét và cũng có nhiều người thích đúng không anh? Rồi, đúng như vậy. Có rất nhiều người ủng hộ mình ở trên kênh. Qua số lượng comment và qua những lời bình luận các bạn có thể đọc được, có rất nhiều người ủng hộ mình. Tuy nhiên là cũng có rất nhiều người không ủng hộ mình. Có những người ta chỉ nhìn thấy mặt mình thôi là người ta đã ghét rồi. Người ta nhìn thấy người ta bảo thằng này để râu này, thằng này như thế này như thế này. Người ta chưa cần biết là mình như thế nào, chưa cần biết tính cách của mình ra sao, người ta đã ghét rồi. Có những người mà chưa cần xem video của mình như thế nào và phát ấn nút dislike rồi, mình biết cái điều đó chứ. Rồi là có nhiều khi mình nói thẳng nói thật quá, rồi là nói về một số những cái mánh khóe của các cửa hàng, họ cũng ghét mình chứ. Có những cửa hàng họ sẵn sàng vùi dập mình luôn. Hoặc là nhiều khi mình nói thẳng quá ở trong cái nghề reviewer này, nó có những góc khuất nào, sẵn sàng có một số anh em reviewer không chơi với mình luôn. Mình biết cái điều đó. Nhưng mình đã nói với các bạn rằng rồi, nếu mà đã sợ thì ngay từ đầu đã không lập kênh luôn. Chứ đã lập kênh rồi thì đừng có sợ cái gì cả. Không phải là mình là người ương bướng hay như thế nào, hay là bảo thủ hay như thế nào. Nhưng mà cái quan trọng là mình nghĩ là những cái việc làm của mình ở trên YouTube mang lại được giá trị gì cho người dùng, mang lại được giá trị gì cho người xem, đấy mới là cái mà mình mong muốn. Chứ sống ở trên đời mà không mang lại giá trị gì cho cộng đồng, mà chỉ muốn nhăm nhăm mang lại giá trị lợi nhuận cho bản thân, thì như thế sẽ không phát triển lâu dài được. Đấy. Và như vậy là câu hỏi của bạn I Love Anime cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc cái blog tâm sự ngày hôm nay. Các bạn cũng có thể để lại những cái comment, những cái câu hỏi khác để hỏi mình. Tuy nhiên cái điều mà mình mong muốn hơn đó là các bạn có thể hỏi những cái câu hỏi ngoài lề khác nhé, về những cái sự kiện hot ở trong xã hội này, hoặc là về những chuyện tình cảm của các bạn này, các bạn đang gặp cái vấn đề gì trong cuộc sống chẳng hạn. Các bạn cũng có thể để lại comment cho mình biết, chứ không chỉ gì hỏi gì về riêng mình đấy nhá. Chứ nếu mà hỏi nhiều về mình quá thì mình trả lời chắc phải vài số là hết. Mình là một con người nhạt nhẽo lắm, trả lời xoay quanh cuộc sống của mình chắc thì tí là hết rồi. Đó, rồi, ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.